lúc ba lúc làm cậu đi chuyện cho em đi anh Út. Ừ đi anh làm. Có gì không anh? Thôi đường nào đi lại nhà ông Tám vậy? Đường này nè, chị hẳn vợ trái. Mày biết Tám không? Biết. Biết gì thôi mày lên nha, mày anh chở mày đi. Anh Út Vĩnh ơi, người ta mà không có quen, nếu mà mình lên xe thì người ta chở mình đi, mình đâu có biết được. À, để anh lên không sao đâu. Thôi mình cứ đi, người ta chở anh đi luôn đó. Có chuyện gì vậy con? Oh no. Có chuyện gì vậy con? Cái chú đó hỏi đường mà, cái chú đó cứ bắt anh Út Vĩnh lên xe mà con không cho. Anh đi chỉ đường cho người ta thôi. Con không có quen người ta thì không được lên xe người ta đi như vậy. Các con nhớ nghe, từ đây về sau nếu có người lạ cần giúp đỡ gì đó, các con phải gọi ngay cho người lớn. Tụi con không được tự ý đi theo người ta vì rất là dễ bị bắt cóc nghe các con. Thôi mình vô phòng chơi đi em. Hai chị em chơi đàng hoàng cẩn thận nghe con. Mẹ đi rồi đi hai ơi. Hai em đu cái rửa thôi đi hai ơi. Giờ cái vụ gì á, không biết có con gì ở trong đó không. Em học cho thử rồi. Một đứa thì đứng quạt, một đứa thì thọt tay vô lỗ như vậy là đóng một cái là kẹt tay nghe con. Con quạt gì có sao đâu mà kẹt mẹ. Con mà đóng cửa mà lúc em đưa ngón tay vô giống như cái tay con Pikachu nè, là đóng một cái là bị dính vô đây luôn nè, thấy không? Ờ, con Pikachu của con. Pikachu. Chỉ là cái tay con Pikachu thôi mà nó còn có thẹo gì nè. Lỡ mà cái tay con mà thọt vô đó mà kẹt cái là chảy máu đau lắm biết không? Đâu Kim đưa tay vô thử coi. Thôi cô sợ rồi mẹ ơi. Có bạn nào bị kẹt tay vô cửa chưa? Các bạn để lại bình luận cho những bạn khác biết nghe.